Xin chào các cô chú và các bạn. Hôm nay mình đang con đi, con đang đi tóc. Con đi cắt tóc đúng không? Dạ. Con muốn thay đổi tóc gì đây? Tóc dài hay là tỉa lại hay là cắt tóc ngắn luôn? Cắt tóc ngắn. Wow. Thì con suy nghĩ kỹ chưa? Thôi con đưa tóc qua coi coi tóc con dài tới cỡ nào mà đòi cắt tóc ngắn vậy? Dài lắm á, cắt dài uổng không? Con quyết định kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Ok, thôi bây giờ mình cứ ra đi rồi mình chọn kiểu ha. Dạ. Rồi. Đi ra ngoài ha. Để dạ. Mình mở cửa chắc. Để mẹ ra mẹ mở cửa cho bé nha. Dạ. Coi em cắt đẹp không ha. Rồi, nếu mà chị thấy đẹp thì chị cắt luôn. Ừ, mà lúc mà đi cắt mình có gọi không mẹ? Thôi khỏi đi, chiều về mẹ gọi. Ừ, đúng. Đây là chỗ mà hai chị em Tông Anh là rất là hay đến để cắt tóc nè. Đây là một cái tiệm cắt tóc của người Hàn Quốc. Jen. Cái này là số 20. Rồi đi vào nha. Hàn Quốc. Biết cô Hàn Quốc không? Cô Hàn Quốc đi. Cô Hàn Quốc đi. Thì anh đưa điện thoại cho mẹ đi. Vâng anh, mẹ cho em coi cái kiểu em muốn cắt nè. Hello. Yeah. Cắt cái kiểu này nè cô ơi. Thank you.
biết một xả tóc xong rồi mới được cắt nha. Cắt kiểu nào có thà rồi kìa. Chị Hai đó, chị Hai đổi ý cắt luôn nha em. Chị Vân Anh sẽ cắt giống con luôn. Wow. Đây để thích nha. Mấy cái gọi đầu luôn. Tại vì chiều chị mới gọi cho bé. Lại gọi bằng cái thuốc ấy á. Cho nên là sẽ chị gọi. Tóc nào chị giăng chuỗi tóc lại hả? Không, chị ép giả. Tại vì tóc đang có vấn đề nên chị phải ép ra. Bị gì không? À, em rồi, em hiểu. Nằm xích lên tí xíu đi con yêu. Đúng rồi, giỏi. Chị Anh rất là thích tiết mục này, gọi đầu ha. Bé lớn luôn ha. Xích lên cô chút xíu nha. Đúng rồi, đúng rồi, người lên cho đúng cái rồi, đúng rồi. Xả lát bé lớn cũng sao. Không, tí là bé này cắt thì bé xin xả tóc. Dạ, dạ. Nha anh cắt. Thế thì em cũng xả, em bỏ vào xả thôi. Thank you.
Chị vô đây ngồi nè, ngồi đây nè. Chị vô đây ngồi nè. À, không quên nữa, xả tóc luôn đi con. Quên con xả tóc đi, xả tóc cho biết. Xả cho bé hỏi không hay. Cứng cái đầu lại, giữ yên nha. Sắp xong rồi ha. Sắp được đẹp rồi. Chắc là quyết định nhanh lắm em. Rồi, chị đi
Giữ nguyên, giữ nguyên, đừng có nhúc nhích thôi. Lâu đó cũng được năm rồi, tóc dưỡng lâu, da này dài này.